chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi dép hạt bắp cho baby như thế này, rất là dễ thương nè các bạn. Thì ở Mimi Handmade có rất là nhiều mũi móc hạt bắp ứng dụng cho những cái đôi giày đôi dép rồi. Thì ở cái clip hôm nay thì mình sẽ cải tiến thêm một xíu nữa ha các bạn. Nè các bạn có thấy là nó rất là thấy cưng, rất là cute luôn nè các bạn. Khi mà mang vô cái bàn chân của bé rất là ôm cái bàn chân và nó không có dễ gớt đâu ha. Tại vì cái mũi hạt bắp này mình đã bo cái phần ở phía trên luôn rồi, nó không có dễ dàng nó gớt ra. Với lại có cái hàng đệm là hàng mũi móc đơn này nè, nó rất là ôm vô cái bàn chân của bé. Thì ở đây thì các bạn có thể là làm thêm dây quai, hoặc là các bạn có thể là trang trí thêm ngôi sao hay là quả táo, quả cherry này kia. Nếu mà các bạn thích ha, những cái icon đó các bạn có thể là để lên hai bên như thế này nè, để làm điểm nhấn cho cái chiếc dép của bé cũng được nữa ha. Nói chung là mình sẽ tự do trang trí, thì mình sẽ móc cái nền nó như vậy rồi các bạn sẽ tự phối luôn nha. Nếu mà các bạn thích cái đôi dép này nè, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới để ủng hộ Mimi, cái kênh Mimi được có cái lượt tương tác các bạn, và giúp Mimi thêm một cái lượt đăng ký nữa ha, để cho chúng ta thường xuyên gặp nhau ha các bạn. Khi mà có video mới là nó sẽ báo lên cho các bạn nha. Nếu mà các bạn nhấn vô cái chuông nữa, mình hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ Mimi Handmade nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu móc cái chiếc dép này nha các bạn. Đối với cái mẫu dép này thì mình sử dụng len mil cotton cuộn 125g nè các bạn. Cái mã màu xanh này sẽ là màu số 23 nha. Thì các bạn nếu thích thì các bạn có thể là tìm mua. Và kim móc mình sẽ móc kim hai đầu số 3-4 này nha các bạn. Mình sẽ móc cái kim đầu số 4 này nha, tại vì cái kim này mình quen tay hơn á các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len cũng như là kim khâu len. Thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu mặt đế dày rồi ha. Các bạn nếu mà móc cái size nhỏ cho baby á, thì các bạn sẽ móc cho mình là 4 cái miếng đế như thế này ha. Để mà mình chặt đôi lại mỗi một chiếc gì đó mình sẽ làm 2 đế. Còn nếu mà các bạn móc cho bé lớn hơn á, mà có cái phần cắt dán cái đế xốp á, thì các bạn móc 2 đế thôi rồi cái mình cắt dán cái đế xốp. Còn cái khúc mà cắt dán cái đế xốp á, thì mình sẽ để link ở dưới cái phần bình luận để cho các bạn tham khảo cái clip đó ha. Clip đó là mình có chia sẻ rồi. Thì ở đây cái mẫu dép này mình chia sẻ cho các bạn sẽ là cái size 10cm ha. Đây 10cm nè các bạn. Thì mình khởi tạo là 13 mũi. Và cái chia mũi móc xích trong cái 13 mũi này móc như thế nào á, cái clip đó mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là cụ thể và rõ ràng rồi. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, rất là cụ thể luôn ha. Các bạn sẽ nhìn xuống dưới cái phần bình luận cũng như phần mô tả là các bạn sẽ thấy cái link hướng dẫn đó, rồi các bạn click vô rồi các bạn móc cho mình ha. Sau khi mà các bạn móc xong thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Sau khi các bạn móc xong thì chúng ta sẽ chụm hai cái mặt trái lại với nhau, đưa hai cái mặt phải ra phía bên ngoài nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ốm thử nè. Các mũi móc của chúng ta sẽ làm song song với nhau ha các bạn. Ví dụ như cái chân móc của cái bề mặt ở đế bên trên này sẽ song song với cái bề mặt ở mặt đế ở phía dưới nè. Đó các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua. Các bạn chừa ra cho mình một cái đoạn len dài đi để mà chúng ta giấu len cho nó dễ ha. Rồi các bạn sẽ kéo qua bên hai cái chân móc của hai cái đế này luôn nè. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim qua cái chân đế kế bên á, đồng thời đâm kim xuống cái chân đế ở phía dưới. Các bạn kéo len qua thực hiện cho mình một mũi trượt. Tiếp theo, chân móc kế tiếp của mẫu mặt đế bên trên, đâm kim xuống chân móc ở mặt đế phía dưới. Các bạn kéo len qua thực hiện một mũi trượt. Và các bạn sẽ làm lần lượt từng chân móc ở từng cái mặt đế và các bạn tạo cho mình những mũi trượt ha. Đó các bạn, chúng ta sẽ trượt mũi kể cả cái chân móc mũi dời luôn nha. Rồi các bạn sẽ trượt cho mình tới cuối hàng luôn đi. Còn một cái chân móc cuối cùng nè các bạn, bây giờ mình cũng sẽ trượt mũi luôn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo cái cọng len này lên và các bạn sẽ cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút nó lại nè. Các bạn lấy cái kim khâu len ra, xỏ cái len mới cắt qua kim khâu len nha. Sau đó là các bạn sẽ để qua bên cái nửa cái chân móc bên đây nè, chính giữa các bạn. Nè, sau đó là các bạn sẽ đâm kim trở ngược lại xuống phía dưới này luôn. Trở ngược lại bên cái chân móc cuối cùng á, xuống phía dưới cái bề mặt ở phía mặt
đế ở phía tuốt dưới á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo hai này lại. Rồi đó các bạn, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta chỉ cần cột lại và giấu cái cọng len thừa đi thôi ha. Cọng bên đây thì giấu ở phía bên đây, cọng bên đây mình giấu ở phía bên trái đi. Đó, mình đưa nó vô trong cái mũi móc này. Rồi bên kia các bạn cũng sẽ giấu ha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một hàng mũ móc đơn ở trên cái bề mặt của những cái chân móc này nha. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào một cái chân móc bất kỳ ở phía bên trên này đi các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đó, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, kéo cái len này lại, đâm kim vào cái chân móc kế bên, các bạn lại móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp ở trên cái bề mặt này, các bạn lại móc một mũi móc đơn. Và làm lần lượt những cái chân móc ở trên bề mặt này, mỗi chân là mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Đó, các bạn cứ việc đâm kim nguyên cả cái chân móc và các bạn kéo len qua, thực hiện một mũi móc đơn làm tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên ha. Các bạn sẽ kéo ra một cái đoạn len và chúng ta sẽ cắt len. Sau đó chúng ta sẽ rút lại. Các bạn cũng sẽ giấu len cho mình. Cái đôi này khá là dễ rồi các bạn. Nè, các bạn sẽ đâm kim vô cái chân móc đó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay nó vô trong. Rồi các bạn sẽ luồn nó vô cái những cái chân móc ở phía trong này nè, để mà chúng ta giấu len nha. Rồi các bạn giấu vòng vòng ở phía dưới này đi, rồi các bạn sẽ cắt len luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ở phần phía trên với những cái mũi hạt bắp, rất là dễ cưng luôn. Và các bạn sẽ canh chỉnh cho mình ở cái điểm giữa nè, điểm giữa ở cái phần mặt đế luôn nè. Rồi các bạn sẽ đếm từ đây là cái mũi đầu tiên nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 7 này, các bạn sẽ kéo len qua, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim trước ha. Các bạn sẽ đếm cho mình nè, chân móc kế bên là chân móc thứ nhất ha, 1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân móc thứ 3, kéo len một lần, quấn len, đâm kim vào cái chân móc thứ 3, kéo len lần 2, quấn len, đâm kim, kéo len lần 3, quấn len, đâm kim, kéo len lần 4. Chúng ta được kéo được 4 lần rồi, các bạn sẽ kéo qua hết những cái vòng len này luôn. Xong mình chốt lại một mũi móc xích. Và bây giờ các bạn lại đếm cho mình nữa nè. Quấn len trước ha các bạn, 1, 2, 3. Chân móc thứ 3 nè, các bạn sẽ làm một mũi hạt bắp tương tự. Kéo len lần thứ nhất, kéo len lần thứ 2, kéo len lần thứ 3, kéo len lần thứ 4. Kéo qua hết những cái vòng len trên kim như thế này luôn. Sau đó là móc lên một mũi móc xích, cắt đi cái đoạn len mình nẹp. Đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình tổng cộng ở cái hàng thứ nhất chúng ta có 4 bắp nè. Chúng ta sẽ tạo 4 bắp ha. 2 rồi đó. Các bạn quấn len nè, 1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân móc thứ 3, 1, 2, 3, 4. Kéo len qua hết luôn, móc lên một mũi móc xích. Lại đếm, 1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân móc thứ 3, kéo len, tạo một mũi hạt bắp, 3, 4. Kéo len qua hết luôn, móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ đếm cho mình, 1, 2, 3. Trượt mũi vào cái chân móc thứ 3, trượt mũi như thế. Móc hàng móc tiếp theo các bạn cũng sẽ dùng một mũi trượt ở cái chân móc kế tiếp. Xong rồi các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại nè. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vô cái khoảng trống này nè các bạn, khoảng trống mà một mũi móc xích ở đây nè. Ở đây là chúng ta sẽ móc hàng thứ hai với tổng cộng là 5 mũi hạt bắp ha. Hạt bắp ở đây, 1
2, 3, 4, 5. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quấn len, đâm kim và tạo mũi hạt bắp đầu tiên. 1 nè, 2, 3, 4. Rồi bây giờ các bạn kéo qua hết luôn, móc lên một mũi móc xích. Tới mũi hạt bắp thứ hai ở cái bên đây nè các bạn, xen kẽ giữa hai mũi hạt bắp trước đó. Rồi chúng ta móc một mũi hạt bắp. Rồi chốt lại bằng một mũi móc xích. Bây giờ còn 1, 2, 3, 3 hạt bắp ha. Các bạn sẽ móc tới cái hạt bắp cuối cùng này rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Móc đến cuối hàng nè các bạn, các bạn cũng sẽ lên một mũi móc xích như bình thường ha. Và bây giờ các bạn lại đếm cho mình 1, 2, 3 trong móc thứ 3 và các bạn sẽ trượt mũi cho mình. Sau đó các bạn lại trượt thêm một mũi nữa để móc lên cái hàng tiếp theo. Và bây giờ các bạn lại xoay ngược cái này lại. Ở cái hàng móc thứ 3 chúng ta sẽ móc tổng cộng là 6 hạt bắp ha các bạn. Hạt bắp đầu tiên ở cái chỗ này nè, khoảng trống này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn len, đâm kim vào cái lỗ trống đầu tiên, chúng ta tạo một bắp. Rồi móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn lại tạo một bắp ở bên đây. 1, 2, 3, 4. Rồi các mũi hạt bắp còn lại thì các bạn sẽ móc tới cái điểm này luôn nha. Còn 4 cái hạt nữa đó các bạn. Mình đã móc tới cái hạt bắp thứ 6 ở bên đây rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng sẽ đếm nè. 1, 2, 3, trượt mũi vào cái chân móc thứ 3 nha. Sau đó mình trượt thêm một mũi nữa để gây lên hàng móc thứ 4. Hàng móc thứ 4 này chúng ta sẽ giảm một cái hạt bắp nha các bạn. Mình sẽ móc 5 hạt bắp thôi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại nè. Chúng ta lại đâm kim vào cái chân móc hạt bắp thứ 2 này nè các bạn. Nè, bỏ cái chân đầu tiên này ha. Móc vào cái khoảng trống thứ 2 này nè, một hạt bắp. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một hạt bắp. Một hạt bắp này nữa là 2, bên đây nữa là 3, bên đây nữa là 4, bên đây nữa là 5 ha. Không móc vào cái chân móc này nha các bạn. Ở hàng thứ 4 này chúng ta chỉ móc là 4 bắp thôi nha. Rồi mình sẽ gặp lại khi mà các bạn móc đến cái bắp đây nè, bắp kế cuối á. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình nè. Đây các bạn, cái bắp cuối cùng của mình nó nằm ở trên đây ha, chứ nó không có nằm ở phía dưới nha. Các bạn đếm nè, 1, 2, 3, trượt mũi vào cái chân móc thứ 3. Trượt thêm một mũi nữa. Rồi quay ra. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàng cuối cùng, hàng móc thứ 5 với 6 hạt bắp nha các bạn. Tức là chúng ta sẽ móc vào cái ô đầu tiên, rồi ô thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6, là chúng ta sẽ có được 6 hạt bắp. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo qua, móc lên một mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm từng hạt bắp còn lại tới cái hạt bắp cuối cùng này luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ 3 ha. 1, 2, 3. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi, kéo len lên và chúng ta cắt len. Bạn nào mà sợ bé mang gớt cái đôi dép á, thì các bạn sẽ làm giống như đôi dép hoa của mình ha. Các bạn sẽ làm cái thêm một cái dây quai nữa, hoặc là dây cột gì cũng được hết. Dây cột giống như là dép vành bèo cũng được, hoặc là cái dây quai giống như là dép hoa vẫn được ha. Các bạn có thể là tham khảo ở trang của mình thêm nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi sau đó là chúng ta đưa cái len này đi vòng vòng để mà chúng ta giấu. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa nó xuống phía dưới này luôn đi, rồi chúng ta sẽ cắt len, rồi mình sẽ gặp lại nhau nha. Đây các bạn, khi mà các bạn làm xong rồi á, các bạn sẽ canh chỉnh lại cái mũi móc
hạt bắp này cho mình ha. Tại nhiều khi á mình sẽ làm cho nó chặt tay quá cho nên là nó sẽ không có được thoải mái, cho nên là các bạn sẽ bóp bóp như vậy cho mình nè, cho nó giãn nở cái mũi móc ra ha. Và các bạn để ý nè, ở phía bên trong nè, ở đây là đã có được một cái hàng mũi móc đơn, là cái hàng đệm của chúng ta rồi. Những cái mũi hạt bắp này nè các bạn, là nó sẽ giúp cố định cái lòng bàn chân của bé. Nó không có giống như là mũi móc đơn hoặc là mũi móc kép thông thường. Thường là mấy cái mũi đó nó ưa có trơn á các bạn, khi mà mình để vô thì nó có ưa có bị gớt. Còn cái này nè, những cái mũi này nó ú á, cho nên là nó rất là ôm cái bàn chân của bé, nên là mình cũng không có sợ là nó sẽ gớt ra đâu ha. Khi mà bé mang đi chơi hoặc mang đi nhà, đừng có đi xe Honda mà mình chở bé mà mình cho bé mà như gì mà không có cái dây quai thì nó sẽ gớt. Còn nếu mà đi cà phê hay là đi du lịch này kia rồi mang cho ẻm rồi mình chụp hình á các bạn, thì nó không có dễ gớt đâu. Nè các bạn thấy nè, trời rất là cứng cáp luôn á. Nếu mà các bạn thích trang trí cái gì lên thêm thì các bạn cứ trang trí ha. Còn tại vì mình muốn nổi bật cái mũi hạt bắp lên nè, cho nên là mình không có trang trí gì hết á. Thường là mấy cái này là mình trang trí những cái gì mà màu trắng trắng lên nó đẹp á các bạn. Ví dụ như các bạn có thể là mua mấy cái phụ kiện á, ngôi sao hoặc là sao biển đâu đó, màu trắng màu vàng gì đó, các bạn có thể là đính lên đây cho bé nè. Mấy cái hạt nút mà có màu sắc á các bạn đính vô đây cũng hết sức là dễ thương nè. Nó có nhiều hình đó, hình quả táo hoặc là quả cherry hoặc là hình ngôi sao trái tim gì đó, các bạn có thể là đính lên đây rất là thấy cưng luôn ha. Còn các bạn kỹ hơn thì các bạn cứ làm cái dây quai cho mình ở đây nè, bắt nguồn từ ở cái điểm này qua lên đây là mình gài lại, còn bên đây thì chúng ta sẽ bắt nguồn từ đây rồi gài lại. Nói chung là mình phân biệt chiếc trái chiếc phải luôn. Còn làm như gì thì hết sức là đơn giản rồi đúng không các bạn, dễ cưng cute luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu dép hạt bắp và cho bé này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hot video này và thực hiện cái mẫu dép này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.